Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lần kia Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi nọ. Khi người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa người rằng: Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy các môn đệ ông. Người nói với ông: Khi các con cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ. Người phán cùng các môn các ông rằng: Nếu ai trong các con có người bạn giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: Anh ơi, xin cho tôi vay 3 chiếc bánh, và tôi có anh bạn, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi mà tôi không có gì thiết đãi anh ấy, và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: Xin đừng quấy rầy tôi vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể trỗi dậy lấy bánh cho anh được. Và nếu người bạn vẫn gõ cửa mãi, thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia, mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần. Và thầy bảo các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá lại cho nó con rắn hay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những thứ tốt, phương chi cha của các con trên trời hẳn sẽ ban thánh thần cho những kẻ xin người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Nguyện xin lời Chúa thánh hóa mỗi người chúng ta trong ngày hôm nay. Thưa ông bà và anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cùng với cộng đoàn chia sẻ niềm vui với các bà mẹ Công giáo ở cộng đoàn của chúng ta, Đức Mẹ Lộ Đức, thành lập hội các bà mẹ. Thì con có những điều muốn chia sẻ với các mẹ trong đời sống làm mẹ, làm bà hay làm vợ. Có nhiều người hiểu lầm về cái tình mẹ dành cho đứa con. Ví dụ như những điều sau đây. Ai đó nói rằng một đứa trẻ được mang trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày. Người đó không biết rằng một đứa trẻ được mang trong lòng của mẹ nó mãi mãi. Ai đó nói rằng phần khó nhất của việc làm mẹ là chuyển dạ và sinh con. Người đó chưa bao giờ nhìn đứa con của mình vào lớp học mẫu giáo ngày đầu tiên. Ai đó nói rằng một người mẹ có thể ngừng lo lắng sau khi con mình kết hôn. Người đó không biết rằng trong hôn nhân của đứa con, người mẹ phải gánh thêm một nỗi lo, thêm một con rể, thêm một con dâu vào trái tim của mình. Ai đó nói rằng công việc của người mẹ được hoàn thành khi đứa con cuối cùng rời nhà. Người đó chưa từng có cháu. Ai đó nói rằng mẹ của bạn biết bạn yêu mẹ, vì vậy bạn không cần phải nói với mẹ. Người đó chưa từng làm mẹ. Thưa ông bà và anh chị em, đó là những điều mà chúng ta là những người con hôm nay, chúng ta mừng người mẹ của mình thành lập hội các bà mẹ Công giáo. Nhưng thật sự tại sao chúng ta lại có hội các bà mẹ Công giáo? Vì trong đời sống của các mẹ, giống như con vừa chia sẻ, ngay từ lúc có biết đứa con của mình trong bào thai của mình cho tới khi chúng ta nhắm mắt lần cuối cùng trong cuộc đời, từng giây phút đều là những giây phút lo lắng,
cho con cái, cho chồng, cho cháu. Và để tại sao đó là những cái lo lắng của những người mẹ. Vậy tại sao chúng ta lại cần có hội các bà mẹ để chúng ta cùng quy tụ với nhau và chúng ta cầu nguyện cho nhau? Thầy, nhưng mà nhớ cầu nguyện cho nhau nha, đừng có tụ tập với nhau để nói xấu chồng của nhau. Tụ tập với nhau để cầu nguyện cho nhau, điều đó rất là quan trọng. Và ngày hôm nay trong bài phúc âm cũng như bài đọc 1, chúng ta thấy rằng cái tầm quan trọng của sự cầu nguyện. Trong bài đọc 1 chúng ta thấy rằng Abraham, tổ phụ Abraham và Thiên Chúa trong cái lời cầu nguyện đó là negotiation, là sự đối thoại với nhau. 10 người được không? 20, 30 người, 20 người, 10 người được không? Đó là cái sự đối thoại. Xin cho con cái này, xin cho con cái kia. Và rồi thưa ông bà và anh chị em, trong bài phúc âm ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng dạy các môn đệ xin cho đủ mà thôi. Vậy lời cầu nguyện đó là một sự chia sẻ, lắng nghe và đối thoại. Nhiều khi chúng ta đọc kinh, mân côi, đọc ào ào, nhưng mà chúng ta không có giờ để chúng ta lắng nghe nhau, để lắng nghe lời Chúa. Lạy Thầy, Thầy muốn con làm điều gì? Thưa ông bà và anh chị em là những người mẹ, những người con của chúng ta, nhiều khi chúng ta đặt câu hỏi là để có đứa con có một đời sống đức tin mạnh mẽ là chúng phải đi lễ thường xuyên, chúng phải đi vô lớp giáo lý, vân vân và vân vân. Theo thống kê của một cái linh mục về làm về tâm lý, thì Ngài gặp tất cả các linh mục về đời sống gọi là tâm linh của các Ngài, thì Ngài làm một cái thống kê, Ngài nói rằng đa số các linh mục có đời sống đức tin thăng tiến là vì các Ngài có mối quan hệ chặt chẽ với người mẹ của mình. Nên không chỉ là cầu nguyện, không chỉ là đọc kinh, nhưng người mẹ luôn luôn cho con mình một cái cảm giác bình yên, và họ cảm nghiệm được người mẹ luôn luôn đồng hành với mình. Con còn nhớ khi con còn nhỏ, có nhiều người hỏi ngày hôm nay, có nhiều người hỏi là tại sao, lý do nào mà cha đi tu? Có nhiều lý do tại sao con đi tu làm linh mục. Không phải là vì ế độ hay ế bạn gái đâu. Một trong những lý do chính mà con nghĩ cho tới ngày hôm nay, đó là khi mà con còn lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 5, lớp 6, mỗi tối khi ăn cơm xong là bà cố dẫn đi một vòng, đi gọi là tập thể dục, mình gọi là tập thể dục, thì bà cố chỉ đi bộ vòng vòng xung cái xóm đó thôi, đi tới cổng, từ nhà thờ Ba Chuông đi tới cổng xe lửa số 6 rồi đi về. Nhưng mà trước khi về nhà, bà cố lúc nào cũng dừng ngay cổng, lúc đó nhà thờ đóng cửa, nhưng mà mình nhìn vô mình vẫn thấy cái tượng Đức Mẹ. Bà cố vẫn đứng ngay cái cổng và cầu nguyện, và bắt đứa con trai của mình đứng kế bên. Không biết bà cầu nguyện cái gì mà con cũng chẳng, lúc đó còn nhỏ quá, mình cũng chẳng cầu nguyện, cứ nhìn, cứ đứng đó và nhìn mẹ và đợi mẹ mà thôi. Nhưng có lẽ đó là những giây phút mà quan trọng nhất của đời linh mục của con, khi có những lời nguyện âm thầm như thế, và rồi một cách nào đó mình được ơn sủng của Thiên Chúa vào cái ơn và đời sống tu trì. Thưa ông bà và anh chị em, nhắc nhở điều đó, giống như Thánh Pio có nói, lời cầu nguyện là oxygen của linh hồn. Linh hồn chúng ta vô hội này hội kia, hoặc chúng ta muốn gia đình thánh thiện, chúng ta muốn con cái ngoan ngoãn, mà chúng ta không có đời sống thánh thiện, hoặc đọc kinh, cầu xin, thì chúng ta, linh hồn của chúng ta rất là yếu đuối, và chúng ta sẽ rất là dễ bị bất mãn khi chúng ta không tìm được những gì chúng ta có cầu xin được. Và ngày hôm nay Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta, thứ nhất, để chúng ta có mối liên hệ chặt chẽ với Thiên Chúa, chúng ta phải cầu nguyện thường xuyên. Cầu nguyện ở đây, con nhắc nhở một lần nữa, không phải là chúng ta đọc kinh mân côi mà thôi. Cầu nguyện ở đây là đối thoại với Thiên Chúa. Con xin điều này nhưng mà nó chưa xảy ra, vậy thưa Chúa, con xin điều khác được không? Vậy thưa Chúa, Chúa cho con cái khác nó tốt hơn, vậy con xin cảm ơn Chúa. Đó là cái cuộc đối thoại giữa chúng ta với Thiên Chúa.
Và điểm thứ hai, Chúa Giêsu nói chúng ta hãy tìm kiếm ở đây là sự bền bỉ. Nhiều khi chúng ta xin mà không được, nhưng mà 10 năm sau chúng ta được. Nên bà cố nhiều khi cầu nguyện cho có được con, ở đây có nhiều người cũng cầu nguyện cho những người con quay trở lại đạo. Có những cái trường hợp khi mà mình nhắm mắt rồi, con của mình vẫn không quay lại đạo. Nhưng sau cái buổi đám tang đó, đứa con đã ăn năn thống hối và quay lại đạo sau khi mẹ mình đã mất. Không bao giờ trễ cả. Cầu nguyện liên lỉ. Và Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta hãy đừng có bất mãn, đừng có dễ bỏ cuộc, tiếp tục gõ cửa thì Thiên Chúa sẽ mở. Nhưng thưa ông bà và anh chị em, Thiên Chúa sẽ mở những cánh cửa tốt đẹp hơn những cánh cửa chúng ta cầu xin. Vậy trong đời sống cầu nguyện, chúng ta hãy nhớ những điều như thế này. Thứ nhất là phải biết khiêm tốn. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện thưa cho ông chồng con thay đổi, thưa cho con cái của con thay đổi, thưa cho vợ con thay đổi. Chúng ta đừng cầu xin người khác thay đổi, nhưng hãy cầu xin chúng ta có can đảm để thay đổi. Đó là lời cầu nguyện khiêm nhường mà chắc chắn Chúa sẽ đón nhận chúng ta. Vậy hôm nay thương bà và anh chị em, có nhiều lời chúng ta cầu xin trong đời sống chúng ta lắm, nhưng điều duy nhất con nghĩ chúng ta cầu xin đó là cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Khi chúng ta có ơn nghĩa của Chúa Thánh Thần thì chúng ta sẽ có mọi sự trong cuộc sống chúng ta. Để kết thúc bài giảng hôm nay, xin mượn lời của bài hát Ca Khúc Trầm Hương và những cái lời cầu xin này, con hy vọng rằng mỗi ngày chúng ta tỉnh dậy, đặc biệt các mẹ, hãy dâng gia đình của mình lên Thiên Chúa, nhưng mà là tâm tình với Thiên Chúa. Thưa Cha, con yếu đuối, con có nhiều thánh giá, con đau khổ, nhưng con xin phó thác mọi sự trong vòng tay của Cha. Lời con như trầm hương bay lên tới thiên đường cho lung linh ánh nhịp màu. Lòng con chân thành dâng vinh quang Chúa muôn vàng, không gian mấy tơ vàng đây cao siêu lễ vật tôn thờ. Khẩn cầu là Chúa hãy giữ thương ban muôn hồng ân. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen.